mọi người. Hôm nay mọi người cùng với mình cùng xem là chiều 30 Tết trên huyện đảo xa xôi có gì khác so với trên đất liền không mọi người nha. Có thể nói đây là chuyến phà cuối cùng trong ngày, chuyến phà to ấy, cuối cùng trong ngày để chở mọi người từ phà Gót. Đây là mình đang đứng ở phà Gót, chạy sang bên kia. Đó, xa xa kia là phà Phước Long. Để chở mọi người từ bên này đảo sang bên phía Phù Long rồi Áng Sỏi rồi Cát Bà để về quê ăn Tết. Đứng đây thì chúng ta cũng nhìn luôn thấy cái nhà chờ cáp treo này mọi người. So với lần trước mình về thì thấy đến bây giờ nó cũng hoàn thiện được một khối lượng công việc nhiều hơn so với lần trước rất là nhiều. Cáp thì vẫn còn đổ võng, không biết là có thể căng hơn được nữa hay không. Điểm bên này là điểm Cát Hải rồi. Qua A1 này. Hai này. Ba. Và một nhà chợ bên kia nữa. Là có một đoạn cáp treo từ Cát Hải sang Phú Long rồi. Cái đoạn giữa này các bạn nhìn thấy không? Độ võng của cáp còn nhiều. Không biết là người ta có sẽ căng ra hơn nữa hay không. Công nhân thi công ở đây mình thấy chắc là cũng nghỉ Tết hết rồi. Không có ai thi công ở đây nữa cả. Để mình zoom lên nhé. Trước mình còn thấy công nhân ở phía đỉnh của cột cáp treo này, nhưng mà bây giờ thì không thấy ai nữa rồi. Cái cần trục ở phía dưới cũng dừng hoạt động rồi. Chỗ mình đứng đây là bến tàu. Của Cát Hải, phải bến tàu Gót đấy. Cái bến tàu này ngày trước ở Cát Hải chưa có phà, chưa có cầu ấy, thì đây là cái con đường duy nhất để mọi người từ đất liền có thể đến được đảo và từ đảo có thể lên được đất liền đấy mọi người. Hoàn toàn đi bằng tàu thủy hết. Ngày trước thì có rất là nhiều các chuyến tàu Thống Nhất rồi tàu cao tốc chạy từ bến Bính chạy ra đến bến Gót này, sau đó lại tiếp tục chạy từ bến Gót ra đảo Cát Bà. Cầu trục của gì nhỉ? Cảng Lạch Huyện đấy mọi người. Ở đây nhìn khá là rõ. Đây là những cái cột điện lấy điện cho cả cái đảo Cát Hải này luôn. Đó, bên kia cũng có một cái cột rất là lớn. Mình nhớ không nhầm thì đảo Cát Hải này lấy điện không phải từ Hải Phòng ra mà từ Quảng Ninh sang mọi người. Nước bây giờ thì khá là bé. Nước biển bình thường nó sẽ cao hơn cả cái bậc ở phía dưới này này. Tàu bè qua lại ở đây thì đến hôm nay là 30 Tết rồi. Cũng khá là vắng vẻ. Ở đây có một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Không biết để cấp điện cho cái thiết bị kia là cái gì á, mình cũng không rõ luôn. Phà thì lúc này đã bắt đầu khởi hành rồi. Mọi người đã rất là sốt ruột để trở về nhà ăn Tết. Cảng Lạch Huyện bây giờ cũng đang lấy hàng á mọi người. Ở đấy cũng chưa được nghỉ. Mình thấy là tàu thì vẫn đỗ ở kia để trả hàng xuống thì các cái cần cầu kia vẫn hoạt động bình thường. Lát nữa đến kia mình sẽ thử đi sâu vào trong xem có nhìn được kỹ hơn cảng Lạch Huyện không nha mọi người.
cả cục đường luôn rồi. Người đây là tối 30 Tết ở huyện đảo Cát Hải. Bây giờ rơi vào tầm khoảng 9 giờ hơn, chỉ khoảng mấy tiếng nữa là giao thừa. Năm nay thấy ở quê khá là mới, đèn nháy, đèn đường các thứ được trang rất là nhiều. Những cái đèn này hầu như là không phải của nhà nước người ta trang đâu, mà là của các hộ dân ven đường đóng tiền đấy. Điểm đặc biệt ở đây là đêm 30 thì xe máy, xe cộ phóng mâm mũ nón không hề đội chút nào luôn đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất crazy. Ai cũng rất là khác mọi ngày, rất là xinh đẹp, quần áo rất là diện. Khu này gọi là khu thị trấn rất là nhà cửa, những cái sao sát nhỉ. So với những năm trước thì đã được khác khá là nhiều. Đó là như vậy, cuộc sống người dân được nâng cao, cơ sở vật chất được cải thiện, công ăn việc làm cũng khá là nhiều tại ngay địa phương luôn. Chứ còn không như ngày xưa là quanh năm rồi. Đối tượng lao động chính là thanh niên ấy, và rời quê để lên thành phố kiếm việc, thậm chí là vào tận miền Nam. Bây giờ thì nó có thể về tận quê hương để làm được bởi những cái dự án như là VinFast hay là những công nghiệp Deep Sea, Sun Group hay là cảng Lạch Huyện. Có thể tò mò không biết là Tết đêm 30 ở ngoài đảo nó có gì khác biệt thì mọi người xem video của mình để cảm nhận nhé. Các quán cà phê, trà sữa mình thấy khá là đông.